Ủa làm gì Vân Anh? Chơi cái quạt này ngủ trưa xíu nè. Đi vô cực đi trời. Đó. Hỏi ghê. Đâu, ai biết đâu. Vì đây là quạt xài kích điện phai mà. Ta-da. Ngoại hình nhỏ gọn, thiết kế cánh quạt dạng 5 cánh cho khả năng cắt gió mịn và mềm hơn so với kết cấu 3 cánh thông thường của quạt để bàn giá rẻ. Hiểu nôm na là nó cho ra một luồng gió thùy mị nết na, chứ không có hổn nha. Nắp lần trước của quạt tích điện Minify còn có thể được tháo rời dễ dàng để thuận tiện cho việc vệ sinh và lau chùi bụi bẩn. Nút bấm trên thân quạt có 2 nút, có 3 tốc độ gió bao gồm gió ngủ, gió tự nhiên và gió mạnh. Và nút điều chỉnh xoay 120 độ để gió có thể thổi đến mọi ngóc ngách trong không gian. Điều chỉnh lên xuống 30 độ như những cái quạt khác, đến đây cũng chưa thấy có gì nổi bật hết. Nhân vật chính thì thường xuất hiện ở dây 60. Sự kết hợp độc đáo giữa quạt bàn và quạt sàn khi phần thân có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng lên đến 850mm. Ngồi làm việc cũng được nè, nằm ngủ cũng được luôn, đứng nấu ăn thì cũng được. Xài thả ga vì thời lượng pin sử dụng lên đến 9,5 giờ lận nha. Đó, thấy chưa Nhân Anh? Mọi người ơi, đồ ngon